Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món ăn rất là ngon và dễ ăn. Đó là mình sẽ làm món mắm dưa cà miền Trung. Đây, mình chuẩn bị một chai mắm cơm. Cái này là mắm cá cơm. Và mình dùng cái loại mà không còn con cá, là chỉ nó đã mắm nó đã nhuyễn ra thành như thế này rồi. Các bạn cũng có thể sử dụng loại mà mắm cá cơm đang còn nguyên con cá nếu mà mình thích ăn nhé. Dưa leo mình sử dụng 5 trái nhỏ. Mình lựa những cái trái nó dưa leo nó ít hạt, nó đang còn non, nó ít hạt thì nó sẽ giòn hơn. Cà mình sử dụng 300 g. Thơm mình sử dụng nửa trái, tỏi một củ to và khoảng 5-7 trái ớt, tùy thuộc vào cái khẩu vị ăn cay hay không cay của gia đình mình nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món dưa cà miền Trung này. Thì rất là dễ ăn, mình có thể ăn kèm với cơm, với các cái món đồ ăn mình ăn kèm cho nó đỡ ngán. Ở đây mình chuẩn bị một tô nước và mình có bỏ một chút muối để mình ngâm cà nhé. Mình cắt cà mình ngâm. Mình cắt cà xong rồi, bây giờ mình sẽ để cà đây ngâm một chút nhé. Bây giờ mình sẽ làm đến phần dưa leo, ớt và tỏi thì lát nữa mình sẽ bỏ giã nhé. Mình sẽ làm đến phần dưa leo này thì mình sẽ cắt bỏ cái đầu, mình chỉ lấy mình cái phần ở bên ngoài, mình sẽ bỏ cái hạt đi nhé. Để cho cái lát nữa mình mang phơi thì cái dưa của mình nó được giòn và cái mắm của mình thì nó không bị ra nước nhiều nhé. Mình bỏ cái phần lõi dưa này đi, bỏ hết cái phần lõi dưa, chỉ lấy mình cái phần vỏ ngoài thôi nhé. Dưa và bây giờ mình sẽ đi rửa cà, mình sẽ rửa lại hai nước nhé.
Bây giờ mình sẽ mang dưa và cà ra ngoài nắng phơi khoảng 1 tiếng để cho nó khô và nó heo hơi héo héo lại nhé. Và bây giờ thì mình sẽ làm, mình bóc tỏi và ớt để mình có thể xay hoặc mình giã nhé. Còn thơm này thì mình sẽ thái lát nhỏ hoặc là to thì tùy, mình sẽ thái lát vừa ăn thôi. Mình đã thái xong dứa và bây giờ mình sẽ đi bóc tỏi nhé. Mình sẽ bóc cái phần tỏi và ớt này mình xay chung nhé. Sau khi mà mình đã xay tỏi và ớt thì bây giờ mình sẽ lấy ra và mình bỏ vào trong cái tô này. Bây giờ mình sẽ để mình bỏ vào đây để mình trộn mắm đó các bạn. Mình cho vào đây khoảng 3 muỗng canh đường nhé. Các bạn ra giảm đường tùy theo khẩu vị của gia đình, và nếu mà cái mắm của mình nó mặn, tùy thuộc vào cái độ mặn của mắm nữa nhé. Bây giờ mình sẽ lắc cái chai chai mắm này cho nó đều lên. Và mình sẽ sử dụng 1 phần 2 cái chai mắm này. Trộn đều lên. Cái thơm này mình thì nhà mình thì mình thái lát, nhưng mà các bạn có thể băm nhuyễn nhé để nó tạo cái vị độ chua cho cái món mắm của mình ăn rất là ngon. Mình sẽ thử xem là cái mắm của mình vừa chưa. Mắm của mình còn hơi mặn, mình sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng đường. Bây giờ mình sẽ lấy cà và dưa leo để mình trộn chung nhé. Tiếp sau đó mình đã trộn mắm xong thì mình sẽ cho phần dưa mình đã phơi khô, cà, và mình sẽ cho cái chén mắm mà mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn pha mắm thì mình có thể nêm xem là vừa với khẩu vị của gia đình mình chưa nhé. Mình trộn đều. Hấp dẫn quá. Món dưa mắm này thì mình cũng có thể ăn liền, nhưng mà để ngon thì các bạn có thể để mình làm xong mình để ở ngoài ngoài môi trường, để ở ngoài khoảng 1 ngày, sau đó thì mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và mình dùng dần nhé.
À, thành phẩm mà mình vừa làm xong, một là hũ mắm dưa cà miền Trung. Cái hũ này thì mình sẽ để ăn dần, mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Mình để ở ngoài một ngày rồi mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Còn đây là cái phần mà mình để lại để mình ăn luôn bây giờ, rất là ngon. Món này thì ăn kèm với cơm vào ngày mưa thì rất là ngon, ăn được cơm. Video làm mắm dưa cà của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào các bạn.